gắng lên con, con gắng lên đấy, đấy. Đấy chưa? Con trai tất cả dưới này toàn những con mụn như thế này. Linh lấy hộp dụng cụ y tế lấy cho cô cái gắp ra đây. Thật thật Linh đâu chị mình ra có chiếc gì ừ. Ở trong đây có đấy. Đúng rồi, để đấy cho cô. Cô cảm ơn con. Chưa? Cái nang mụn ra này. Nào, nhìn thấy chưa? Đó. Con thấy chưa? Da cái là sạch nhá. Sau này về nhà là con nhớ là làm cái gì là phải không biết là phải hỏi cô hoặc chị Phiến nhá. Điện cô không được thì tìm chị Phiến. Nếu mà chị Phiến nói gì bộ quá. Chị ở đấy sau cô là thầy em mà. Chị có thật chị không bảo em để em báo cáo cô luôn. Những cái con này là bữa trước mình không thể lấy được vì nó da nó quá yếu, nó sót chân lại. Trời ơi, thề luôn, nó bắn lên cái đèn mà nó đánh bụp một cái kìa. Nó nghe tiếng. Đánh lên con trai. Cố gắng đi.
ra này, con nhìn thấy chưa? Lát ra con mụn luôn này. Nhẹ tay thôi. Đấy, nhẹ rồi. Bạn này chưa bằng bạn Huyền Mít ở Vũng Tàu. Gắng lên con, gắng lên con. Đấy, thấy chưa? Con mụn nào nó cũng như này cơ mà. Hàng ấy hôm nay chắc là mình chỉ quay cứ 20 phút một lần, chứ không thể nào tải được hết lên. 42 phút hôm nọ không tải được. Gắng lên con. Đấy. Không đủ dung lượng hiện tại. Không, wifi nó không không chấp nhận nổi. Wifi ở Hà Nội cô tải 1 tiếng còn lên cơ. Gắng lên con trai. Gắng lên con. Wifi Hà Nội thì thấy cho mày chán hơn. Cố gắng lên con. Mấy phút anh để dành ở Hà Nội đại. Đúng rồi. Cố gắng nha. Chỗ này thì nhiều lắm á. Phát ra lên 45 con. Cố gắng lên con trai. Cố gắng lên con. Cố gắng lên con. Xót xa lắm. Biết làm nào đó. Vẫn còn á. Cố gắng lên con. Đấy, thấy chưa? Nhìn này. Đấy. Đấy, nhìn thấy chưa? Cố gắng lên con. Đây này, con bên cạnh này mà nó không chịu lên. Để mai chắc nó định. Để mai nó lại nhiễm khuẩn ở chỗ này. Tức ghê cơ. Nhìn không? Nhìn thấy cái con này không? Đấy, này. Đấy, thấy chưa? Phải khai được nó lên, mai nó nhiễm khuẩn. Ra một cái là nó nhẹ ngay mà. Bé hết từ đầu cô. Buổi hôm nay là buổi thứ tư rồi. Cứ những cái mụn nào mà da mô như thế này là rất thành công nhá. Là đã sạch sẽ rồi nhá. Nhìn này. Nó lại đầy ngay, lúc nãy giờ rõ ràng nó thành nỗ nhá. Xong mình cho thuốc và mình nuôi thì nó đầy, nó không thành sẹo.
sáng lên con. Con bên cạnh không nặn nó giữ to ra đây này. Đấy. Thằng cháu thì chị thi xong chưa? Dạ xong rồi, nó về quê rồi. Hôm nay về, bố hay đi với gì xuống cái đó ở đó mà về không? Được thôi, về về quê tự nhiên mặt sưng không được. Anh nhìn trắng kiểu người ta. Chỗ này bắt đầu đang chuẩn bị vỡ ra nhiễm khuẩn. Con phải chịu khó chỗ này, không thì nó thành một ổ khuẩn ở đây. Con chịu khó. Chỗ này nó đang thành một ổ khuẩn rồi. Không cho lấy ra ngày hôm nay là buổi sau là mổ luôn. Gắng lên con nào. 2, 3 nào. Cả cô lẫn cháu cùng gắng nào. Cố gắng lên Thành ơi. Cố gắng lên nào. Chỗ này đau thật nhưng mà nó thành một ổ mủ đấy. Nó thành một ổ ở đây rồi con. Chỗ bị con mới ra nhà luôn kìa. Sốt Nazare trộn tương. Gắng lên con. Đấy. Con làm xích như một xíu này. Ôi chàng trai của tôi. Căng lắm. Ôi trời ơi. Cố gắng lên con. Đúng rồi, nâu của chị ấy. Gắn hết lên áo chị Hằng rồi đấy. Cố gắng lên con. Đấy, da rồi hết rồi đấy. Cả một ổ dịch ở đây. Chuẩn bị nó bung lên. Chỗ này là ok rồi này. Cô cái mát đó cô à? Dùng cái da này được không con? Không. Da này chỉ dùng mặt nạ mụn thôi nhé. Mắt cái này chỉ dùng cho da dị ứng chứ. Con hiểu chưa? Dạ, mắt là dùng dị ứng. Đúng rồi. Có khác. Đúng rồi, nhiễm khuẩn phải dùng mặt nạ mụn của nhà mình để nó hút hết chân mủ đi. Hiểu chưa? Dạ.
lấy bông lên. Ngon quá, thì nữa bán lên con. Quyết định làm rồi hả? Dạ, em quyết định làm rồi. Dạ vâng ạ. Linh ơi Linh, em này bát thử nhỡ mủ tí mang xuống cho bún này em. Chị thấy còn đem bún với bếp á. Chị Hằng bảo là lấy bát chấm mủ tí mang xuống chấm bún ăn. Nhìn này, bắt đầu bây giờ mới ra cái nhân này. Đó, đấy, thấy chưa? Ừ, nhân to thế này cơ mà. Cố gắng lên con trai. Đấy, này, nhân này, chân này, chân mụ này. Xém những bông nhỏ nào Hà Linh. Xém những miếng ạ. Đúng không ạ? Đây là còn cho em uống cả kháng sinh rồi đấy. Thứ kháng sinh em có con nhớ Hà Nội còn Tuấn Anh thế này, đúng không? Tuấn Anh cũng nặng như này thế này, đúng không? Cứ dùng kháng sinh nó khác, bao giờ nó khô mổ thì thôi, cứ thấy chúng ta đi vào. Ừ, có phải uống cả thôi. Cho dừng lại nốt cái con này, con cho dừng lại để quay đoạn khác, tắt đi, quay đoạn khác.